Mày nhìn cái gì đấy? Mày quay về đây để ăn. Ok. Cho anh xin miếng. No. Đi, cho một miếng thôi. No. Thật chưa không? Sao? Có lấy được kem không? Nó không cho, nó phải có tiền. Nhưng mà ta không có, mày có tiền không? À, tao có. Mày. Sao tiền? Thối thế. Thôi, đi ra mua đi. Ôi, thối thế. Đây, tiền đây. Tiền đẹp thế này, mà không lấy à? Kem đâu? Nó chê tiền thối, nó không lấy. Tiền đẹp như thế này, mà không lấy à? Thôi, đi về. Đi. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Tôi xin lỗi anh, tim đi chả đứng. Sao không thấy không? No. No. Thằng kia nó không đuổi theo nó rồi. Vậy chúng ta lên một kem thôi, đi thôi. Hey. Ăn kem. Có tiền đây rồi, bán kem cho bọn tao đi. Đúng rồi đấy. No. Thôi, bán không? Mày bao nhiêu công sức của tao? Đã thế, nên cướp lên. Bán kem đây. Chúng mày muốn gì? Muốn gì à? Muốn kem thì muốn gì nữa? Mà đây. Mày. Mà đây. Không. Bọn này lấy tiền của mình rồi. Mau giả tiền ra đây. Tiền nào của mày? Tiền của thằng này đấy. Làm gì để tiền của tao? Tiền thằng này đấy. Rõ ràng là tiền của mày nữa. Tiền của tao. À, tiền của nó. Thì kệ nó. Ăn nữa đi.